Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay, 22 tháng 3. Những diễn biến mới nhất xoay quanh bóng đá Việt Nam sẽ được gửi đến quý vị bạn qua bản tin ngay sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn thân mến, như đã biết là dù rất yêu và cổ vũ nhiệt thành cho đội tuyển Việt Nam, là người hâm mộ trong chúng ta có lẽ thì ai cũng muốn đội nhà giành chiến thắng. Tuy nhiên thì một thực tế chỉ ra là các chiến binh sao vàng của chúng ta cũng hiểu được là tuyển Việt Nam đang là đội yêu nhất trong số 12 đội dự vòng loại World Cup 2022. Đặc biệt là so với các ông lớn như Nhật Bản hay Úc, đây thực sự là một thực tế. Tuy nhiên thì mới đây nhất, hậu vệ người Nhật Bản Nagatomo đã có những chia sẻ bất ngờ về những trận đấu tiếp theo của đội tuyển Nhật với Úc và Việt Nam, đặc biệt là màn đối đầu với các học trò của HLV Park Seo. Ở đây thì anh này cho rằng là đội tuyển Việt Nam ngang ngửa so với đội tuyển Úc. Qua đó, hậu vệ tuyển Nhật Bản Iyoto Nagatomo vừa có bài phỏng vấn trả lời báo yêu hư của Nhật Bản, tại đây anh đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam. Nagatomo cùng đồng đội ở đội tuyển Nhật sẽ bước vào hai trận đấu ảnh hưởng quyết định đến cơ hội dự World Cup 2022 với đội tuyển Úc vào ngày 24 tháng 3 và Việt Nam ngày 29 tháng 3. Đặc biệt là chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Úc có ý nghĩa định đoạt cơ hội đi tiếp của họ. Nếu thắng thì Nhật Bản sẽ chính thức giành vé đi Qatar bởi họ đang hơn Úc 3 điểm. Còn nếu hòa họ vẫn nắm vô vàn lợi thế và chỉ cần bỏ túi một điểm trước Việt Nam ở trận cuối trên sân nhà là hoàn thành mục tiêu. Khi được hỏi rằng giữa Việt Nam và Úc, Nagatomo đánh giá đối thủ nào cao hơn? Hậu vệ 36 tuổi này cho biết là anh rất thận trọng. Anh cho rằng là đã là đối thủ thì đội nào cũng đáng ngại như nhau. Nhưng anh vẫn muốn giải quyết sớm đội tuyển Úc để biến trận cuối gặp Việt Nam trở thành thủ tục. Đã là đối thủ mạnh yếu thì kiểu gì cũng là đối thủ. Vì Úc là đội mạnh nên tôi có cảm giác là có một nhiệm vụ quan trọng để vượt qua. Tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu này và định đoạt suất dự World Cup. Thế là xong, tôi sẽ chiến đấu để giành được chiến thắng. Tôi có mong muốn mạnh mẽ nhất trong cuộc đời mình là được đến với World Cup. Các bạn thân mến, sau đây 3 ngày thì Nagatomo cùng các đồng đội sẽ trở lại sân vận động Sydney của Úc, nơi mang đến những kỷ niệm buồn cho anh và các đồng đội. Khi tại đây thì vào tháng 1 năm 2015, Nhật Bản đã thua UAE và dừng bước ở tứ kết Asian Cup vì vậy mà anh muốn xóa nhòa ký ức buồn đó bằng 3 điểm trước đội chủ nhà Úc. Nagatomo, người cũng có mặt trong đình xuất phát ở trận đấu năm 2015, thổ lộ. Tôi nhớ rất rõ bầu không khí của trận đấu và sự vận động. Cảm giác đáng tiếc đó hiện lên. Tôi đã quên một số chi tiết, nhưng khi tôi đến nơi này, một lần nữa tôi có thể nhớ lại. Tôi nghĩ rằng là chỉ có ở nơi này tôi mới có thể giải tỏa nỗi tiếc nuối năm xưa. Tôi muốn giải tỏa tiếc nuối đó. Tôi thực sự là hối hận và muốn làm lại tôi cũng muốn giành được chiến thắng và giành tấm vé đi World Cup tại chính sân đấu này. Trong khi đó thì mới đây trả lời báo giới, thủ môn Gonda của tuyển Nhật Bản kêu gọi các đồng đội là không được mang tư tưởng cầm hòa đội tuyển Úc rồi sau đó về nhà thắng Việt Nam. Về lý thuyết thì với vị trí nhì bảng B hơn đội tuyển Úc 3 điểm và kém đội đầu bảng ở đập suốt 1 điểm đội tuyển Nhật còn rất nhiều cơ hội để đi World Cup. Theo nghĩa đó thì giới truyền thông Nhật Bản cho rằng là đội nhà có thể sẽ đến Úc với tư tưởng cầm hòa là được. Nhưng thủ thành số 1 của đội tuyển này là Honda đã bác bỏ tư tưởng trên, anh cho rằng nếu mang tư tưởng như vậy thì chẳng khác nào Nhật Bản sẽ tự làm suy yếu mình. Cụ thể anh cho biết, việc đánh giá cao hơn hoặc đánh giá thấp bất kỳ một trận đấu nào từ lâu đã là điều không tốt. Tôi từng có ý nghĩ như vậy, tôi từng đánh giá không cao tầm cỡ của trận đấu ở vòng loại thứ hai khu vực châu Á hay các trận đấu giao hữu. Nhưng trận đầu tiên trên sân khách với đội tuyển Myanmar ở vòng loại thứ hai là một trải nghiệm thực sự khó khăn với tôi. Sau đó thì tôi đến làm khách của Tajikistan và Kyrgyzstan và mỗi trận đấu thực sự là một thách thức lớn với tôi. Thủ môn này cho rằng là mục tiêu của anh và các đồng đội sẽ là ngôi đầu bảng B. Để giành được ngôi đầu bảng B, điều quan trọng không chỉ là rèn luyện chiến thuật mà còn cả phải thống nhất ý tưởng. Nếu bạn đứng ở trên sân tập, với tất cả sự tập trung, cơ hội chiến thắng của bạn sẽ cao hơn. Chúng tôi đặt mục tiêu vượt qua mọi đối thủ, giành chiến thắng trước họ bất kể họ ở đâu. Có thể mỗi cầu thủ, mỗi tính cách là khác nhau, nhưng tôi nghĩ điểm mạnh của đội tuyển Nhật Bản là họ có thể chiến đấu với cùng mục đích trong mọi tình huống. Các bạn thân mến, trong một động thái khác thì mới đây huấn luyện viên Gorachen của U19 Nutifoot thắc mắc về hoạt động của U3 Việt Nam. Ông thấy tiếc là không có được sự phục vụ của Nguyễn Quốc Việt tại giải U19 quốc gia 2022 do anh phải tập trung cùng đội tuyển U3 Việt Nam. Tôi thấy lịch thi đấu hoạt động của các đội tuyển trẻ U3 Việt Nam năm nay là hơi khó hiểu, tại sao trong nước đang chuẩn bị diễn ra vòng chung kết U19 quốc gia thì U3 Việt Nam lại tập trung. Bây giờ mới là tháng 3. Ông Grachen đã chia sẻ tại buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U19 quốc gia 2022 diễn ra vào sáng ngày hôm qua, 21 tháng 3. Huấn luyện viên người Pháp đã không vui khi U19 Học viện Nutifoot không có được sự phục vụ của cầu thủ tốt nhất Nguyễn Quốc Việt ở giải năm nay do cầu thủ này đang cùng với đội tuyển U19 Việt Nam dự Dubai Cup 2022. Vòng chung kết U19 quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 3 cho đến ngày mùng 6 tháng 4, trong khi Dubai Cup diễn ra từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3. Quốc Việt đã tỏa sáng giúp cho U19 Nutifood giành ngôi á quân vòng chung kết U19 quốc gia 2021, giúp cho U21 học viện này lên ngôi vô địch U21 quốc gia cùng năm. Phong độ cao của quốc Việt cũng giúp cho anh gây ấn tượng với huấn luyện viên Đình Thế Nam và được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á. Không có được sự phục vụ của Việt khiến cho ông Grachen cảm thấy lo lắng cho cơ hội của đội tại U19 quốc gia. Thiếu quốc Việt là khó khăn lớn. Hai năm qua tôi chưa từng tìm được ai thay thế cho cậu ấy. Giải đấu giao hữu mà U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự lại chẳng phải lịch FIFA Days. Ông Grachen nói tiếp. Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết U19 quốc gia năm nay đưa U19 Nutifood nằm ở bảng C với Thanh Hóa, Bình Dương và Sài Gòn. Còn ở bảng B, U19 Hà Nội sẽ cạnh tranh xuất vào tứ kết với Đồng Tháp, Sông Lam, Nghệ An, Bình Định. U19 Hóa Gia Lai vào bảng đấu với Việt Theo, PVF và Long An. Bảng A hiện được đánh giá là bảng đấu khó khăn với đội bóng phố núi bởi PVF là đương kim vô địch còn Việt Theo là một trong hai thế lực đào tạo trẻ ở phía Bắc có thành tích rất ấn tượng ở vòng loại. Đây được coi là bảng tử thần. Ông Grachen cho biết ông và các trò đã gặp may khi không phải rơi vào bảng này, đồng thời khen Hóa Gia Lai và Viettel đều là những đội mạnh và tinh thần tốt. Giám đốc kỹ thuật của U19 PFF Hưng Yên, ông Đinh Thế Nam chia sẻ, Sau khi kết thúc vòng chung kết U23 Đông Nam Á 2022, tôi được giao nhiệm vụ mới tại U19 PFF nhằm hỗ trợ cho các cháu thi đấu ở giải này. Ở bảng của chúng tôi, các đội đều có cơ hội như nhau. Khi nhìn vào trong, chúng ta mới biết rõ. Vòng chung kết U19 quốc gia 2022 sẽ có 12 đội tham dự thay vì 8 đội như trước đây với mục đích là tăng cường cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Giới hạn độ tuổi của cầu thủ tham dự năm nay sẽ từ 15 cho đến 19 thay vì 16 đến 19 như những năm trước. Giải U19 quốc gia 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 22 tháng 3. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 4 tiền thưởng cho đội vô địch là 80 triệu đồng, đội Á quân 50 triệu đồng, còn đội hạng 3 là 30 triệu đồng. Đại diện ban tổ chức cho biết đây sẽ là giải đấu rất khác sau những bài học kinh nghiệm được rút ra ở các giải trước đây. Các công tác tổ chức sẽ được cải thiện triệt để, ban tổ chức lường trước được các khả năng để phản ứng linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Quay trở lại với trường hợp của huấn luyện viên Đinh Thế Nam, người hùng của u Việt Nam, trình chiến tại vòng chung kết U19 quốc gia 2022 tới đây. Vị thuyền trưởng vừa giúp cho các cầu thủ trẻ của Việt Nam giành ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022 đã chính thức nhận nhiệm vụ đồng hành cùng đội trẻ U19 VFF tại vòng chung kết U19 quốc gia năm nay. Trở về Việt Nam sau cúp vô địch giành được cùng đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên Đình Thế Nam đã nhanh chóng chia tay đội để về làm việc cho trung tâm đào tạo bóng đá trẻ pF Sáng ngày hôm qua, 21 tháng 3, đơn vị này đã quyết định bổ nhiệm người hùng của U23 Việt Nam giữ chức giám đốc kỹ thuật của đội U19 PPF đang chuẩn bị tham dự giải vô địch U19 quốc gia 2022. Ông Đinh Thiên Nam đăng ký chức danh giám đốc kỹ thuật thay cho ông Eric Abram đã rút lên đội phổ hiến. Với cương vị này, ông Đinh Thế Nam sẽ giữ vai trò tư vấn giúp cho huấn luyện viên Lê Quang Trãi và đội nhà U19 PPF hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Chia sẻ về quyết định điều động này, Giám đốc của Trung tâm PBF, ông Vũ Tiến Thành cho biết, sau chức vô địch U23 Đông Nam Á, huấn luyện viên Đình Thế Nam không chỉ làm dạng danh bóng đá Việt Nam mà còn làm cho Trung tâm PBF thơm lây. Kinh nghiệm từng là cầu thủ, bản lĩnh từng cầm quân ở đội tuyển U16 trước đây, bề dày khi từng huấn luyện, một hoặc hai đội v đích, sự tận tâm khi từng làm việc với các cấp độ trẻ cho câu lạc bộ Việt theo trước đây và PBF hiện nay giúp cho anh Nam khẳng định được giá trị của mình. Vì thế, chúng tôi quyết định bổ sung anh và ban huấn luyện đội tuyển U19 để tăng thêm sức mạnh cho PVF thi đấu ở vòng chung kết U19 quốc gia tới đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng quyết định điều trợ lý Nguyễn Quốc Trung là cựu tuyển thủ quốc gia từ cơ lạc bộ Phố Hiến bổ sung tăng cường cho đội U19. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay, 22 tháng 3. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.